Nhân dịp cả nước chuẩn bị bước sang năm mới Nhâm Thìn 2012, Chủ tịch nước Trần Tân Sang đã dành cho Đài Truyền hình Việt Nam một cuộc phỏng vấn về kết quả của công tác đối ngoại trong năm 2011 và hiệu quả của chính sách phát triển kinh tế trong năm vừa qua. Trong đó, Chủ tịch nước Trần Tân Sang khẳng định Việt Nam tiếp tục chủ trương phát triển độc lập tự chủ và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Kính thưa Chủ tịch nước, chúng ta bắt đầu năm 2011 bằng nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 11, trong đó có một thông điệp rất quan trọng, đấy là Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập toàn diện. Chủ tịch nước có thể cho biết những kết quả chính của đối ngoại Việt Nam năm 2011 và cái thông điệp của Việt Nam đã được thế giới đón nhận như thế nào? Tại Đại hội Đảng Toàn quốc 11 được nhấn mạnh một cái vế hết sức quan trọng mà thế giới người ta rất quan tâm. Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, trong các tổ chức mà Việt Nam tham gia hoặc là gia nhập. Đây là một sự khẳng định hết sức là mạnh mẽ mà thế giới người ta rất là quan tâm. Và trong thực tế thì rõ ràng là những cái tổ chức khu vực của quốc tế mà Việt Nam tham gia thì chúng ta tuân thủ một cách hết sức là tích cực. Tuân thủ ở hai mặt. Một là quyền lợi, mà khi chúng ta tham gia thì chúng ta đòi hỏi phải đảm bảo quyền lợi cho Việt Nam. Chúng ta phải đấu tranh đảm bảo quyền lợi cho Việt Nam, đương nhiên. Nhưng cái mặt thứ hai chúng ta cũng không bao giờ quên. Cái nhiệm vụ mà Việt Nam phải thực hiện thì chúng ta cũng hết sức là quan tâm. Cho nên hai mặt một vấn đề thì chúng ta đã thể hiện một cách nó hết sức tích cực trong các cái hội nghị khu vực và quốc tế, thì cũng đều thấy rất là rõ những sáng kiến của Việt Nam. Những ý kiến của Việt Nam, những sáng kiến của Việt Nam cũng đều được bạn bè người ta đón nhận một cái tích cực. Bởi vì chúng ta tham gia một cách hết sức chân thành, không chỉ vì lợi ích của chúng ta không, mà còn vì lợi ích của những cộng đồng, của những cái nước mà cùng tham gia với chúng ta vào tổ chức đó. Thì có lẽ là cái truyền thống đạo lý, cái văn hóa Việt Nam chúng ta nó hòa quyện vào đường lối chính sách đối ngoại. Phải có thể nói chưa bao giờ mà bạn bè của Việt Nam nó nhiều như lúc này. Tất nhiên là nói như thế không có nghĩa là không có khó khăn, vẫn có khó khăn. Nhưng mà tích cực vẫn là mặt chủ đạo. Thì nói tóm lại, 21 là năm đầy sôi động, năm đầu triển khai cái đường lối đối ngoại của Đại hội 1 của Đảng, thì tôi cho rằng có nhiều thành tựu rất quan trọng. Và những thành tựu đó là những thành tựu khởi đầu cho cái bước tiếp theo của những năm tiếp theo, những năm 2012, 2013 và năm tiếp theo để triển khai một cách toàn diện cái đường lối của Đại hội 1 để góp phần quan trọng để mà thực hiện thật tốt cái mục tiêu là công nghiệp hóa, hiện đại hóa 25 cũng như 20 của đất nước như Đại hội 1 đã vạch ra. Vâng, thưa Chủ tịch nước, chúng ta có thể thấy rằng là Việt Nam đang tiếp cận với một cái giai đoạn mới, với một cái nội hàm và một cái phạm vi, cái không gian nó rộng lớn hơn. Thưa Chủ tịch nước, vậy ở trong nước chúng ta cần phải làm gì để đón nhận cái giai đoạn mới này? Cái môi trường quốc tế chúng ta tạo ra trong mối liên hệ với đất nước chúng ta ngày càng thuận lợi cho cái sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hay nói rộng hơn là sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thì cái nhân tố bên trong vẫn là nhân tố quyết định. Bên ngoài thì bạn bè ủng hộ như vậy, nhưng bản thân chúng ta là phải nỗ lực chủ quan, cái nỗ lực chúng ta là chủ yếu, là quyết định, phải khẳng định điều đó. Bởi vì chúng ta xây nước theo đường lối độc lập tự chủ, chứ không phải là chúng ta theo một cái thiên hướng là phụ thuộc vào bên ngoài để mà phát triển. Chúng ta xin khẳng định lại, chắc là các đồng chí và các bạn đều nhớ là các cái đại hội đảng đều khẳng định là gì đó, xây dựng một đất nước là theo đường lối độc lập tự chủ. Đi liền theo đó thì cái nội hàm được diễn giải rất là rõ, trong đó là cái nội lực là quyết định mà ngoại lực là quan trọng. Thì đó là một ý tôi cho rằng là bao trùm lớn nhất mà phải được quán triệt trong toàn đảng toàn dân của chúng ta trong quá trình mà xây dựng đất nước. Vấn đề thứ hai là cái sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới mạnh mẽ như vậy, nhưng mà chúng ta phải tạo một môi trường nó hết sức là thuận lợi, nó thông thoáng, nó thuận lợi để có thể thu hút được thật là tốt tất cả các cái nguồn lực, tất cả các khả năng hỗ trợ từ bên ngoài vào trong cái nền tới đất nước để mà chúng ta phát triển. Điều này cũng nói cho cùng cũng là một cái nỗ lực chủ quan, chứ không phải là từ bên ngoài đưa đến, mà cho chính bản thân chúng ta có thu hút được tốt hay không, có hấp thụ được tốt hay không các cái nguồn ngoại lực một cách nó nhiều và hiệu quả. Tôi xin khẳng định hai mặt, tức là vừa nhiều mà vừa phải hiệu quả nữa, chứ không phải nhiều mà không hiệu quả cũng rất là nguy hiểm.
hay nói một cách nó kỹ hơn chút xíu nữa là chúng ta đang tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Thì việc thu hút ngoại lực vào cùng nỗ lực cũng nhằm để thực hiện mục tiêu này. Thưa Chủ tịch, thế giới năm 2011 chứng kiến rất là nhiều các khó khăn, và Việt Nam thì cũng đã ban hành nhiều các cái biện pháp nhằm hạn chế những tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu, cũng như là chúng ta để tự khắc phục những cái yếu kém nội tại. Người dân rất là mong chờ những biện pháp này đi vào cuộc sống. Chủ tịch nước có thể đánh giá về những cái biện pháp mà chúng ta đã ban hành không ạ? Xử lý về chính sách tiền tệ vĩ mô là không phải chỉ lần này mà chúng ta làm rất là nhiều lần rồi. Nó rất là rõ ràng, phải có độ trễ và có thời gian. Và tôi nghĩ rằng là những cái chính sách đưa ra đó vào khoảng đầu năm nay thì nó đang ngấm dần vào cơ thể đất nước. Chúng ta thấy rất là rõ là trong bối cảnh kinh tế thế giới có khó khăn, bản thân ta cũng có khó khăn, thì cái lạm phát cao nó dịu dần, đặc biệt là trong vài tháng gần đây thấy rất là rõ. Và đồng thời là cái tốc độ tăng trưởng, mặc dù là nó chưa đạt được cái mức rất là cao những năm trước như chúng ta mong muốn, nhưng mà nó không đến mức độ nó thấp quá trong khu vực ASEAN. Và tôi tin có thể mặt thứ hai nữa là an sinh xã hội, tình hình nó khó như thế, nhưng mà cái mặt mà nó suy giảm về thu nhập trong các tầng lớp dân cư, đặc biệt là những cái dân nghèo, những đối tượng chính sách, thì nó một bộ phận có bị ảnh hưởng nhưng mà không đến mức độ mà nó nặng nề lắm. Bởi vì song song những chính sách trước đây chúng ta đã có, thì trong năm qua cũng ban hành rất nhiều chính sách bổ sung để làm thế nào đảm bảo cho được cái gì là cái an sinh xã hội trên bình diện quốc gia. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng những chính sách đang áp dụng thì cộng với những cái chủ trương gần đây nhất là của hội nghị trung ương lần thứ ba và những cái quyết sách gần đây nhất của quốc hội vừa họp cách đây không lâu lắm, thì chắc chắn sẽ đưa vào cuộc sống và có những cái mặt kết quả sẽ tốt hơn trong năm 2013 sắp tới đây. Dạ vâng, xin cảm ơn Chủ tịch nước đã dành cho VTV đài cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay.